Chiến dịch toàn cầu vì bức tranh tương lai có trẻ em gái được UNESCO phát động nhằm bảo vệ những tiến bộ đạt được trong giáo dục trẻ em gái, đảm bảo cho việc học tập của các em được liên tục và an toàn. Chiến dịch toàn cầu vì bức tranh tương lai có trẻ em gái được UNESCO phát động nhằm bảo vệ những tiến bộ đạt được trong giáo dục trẻ em gái, đảm bảo cho việc học tập của các em được liên tục và an toàn. Trang sách thắp lên ngọn lửa khát khao, những ước mơ có dáng hình xứ sở, những ước mơ tuổi thơ luôn rộng mở, con đường dài tít tắp đợi mong ta. Trang sách thắp lên ngọn lửa khát khao, những ước mơ có dáng hình xứ sở, những ước mơ tuổi thơ luôn rộng mở, con đường dài tít tắp đợi mong ta. Yeah.
Thank you.